từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng sẽ triển khai thí điểm cấp biển số định danh dành cho các phương tiện xe ô tô, xe máy. Trên thực tế thì ở Việt Nam, việc cấp biển số định danh cá nhân thì vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ đối với những người dân. Vâng, tuy nhiên ở nhiều nước phát triển trên thế giới thì việc biển số định danh đã được áp dụng từ rất lâu và cho thấy rằng hiệu quả trong công tác quản lý xe cũng như là quản lý về dân cư. Vậy là biển số định danh sẽ có thay đổi như thế nào? Thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tổng hợp của Hà Nội 18 giờ sau đây. Theo dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an đang được lấy ý kiến đóng góp, biển số sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Người dân cần nắm được một số thông tin cần thiết để tránh hoang mang và đảm bảo quyền lợi cho chính mình. Trên thực tế, biển số vẫn được cấp theo dạng như trước đây, chỉ thay đổi cách quản lý biển số. Trước đây, mua xe nào thì biển số đó. Theo quy định mới, người nào thì biển số đó, biển số đi theo từng cá nhân. Trước đây, chủ phương tiện bán xe thì bán cả biển số và xe. Theo quy định mới, chủ phương tiện chỉ bán xe, giữ lại biển số. Người mua xe sẽ đề nghị công an cấp lại biển cũ và làm đăng ký xe mới. Trước đây, người dân không thích biển số thì sẽ được phép mua bán, chuyển nhượng biển số xe. Theo quy định mới, biển số định danh sẽ đi theo một người suốt đời, không được phép mua bán, chuyển nhượng biển số xe. Tuy nhiên, đối với biển số đấu giá thì được phép chuyển nhượng biển số kèm theo xe. Ví dụ, chị A trúng đấu giá biển 30A12345 lắp vào xe ô tô của mình. Khi chị A muốn bán, chị được phép bán cả chiếc xe và biển số 30A12345. Sau đó, người mua xe và biển số của chị A không có quyền định danh biển số 30A12345 theo mã định danh của mình để tiếp tục lắp vào xe khác. Khi nào xe hỏng, mất trộm, hết niên hạn hoặc bán xe thì nhà nước thu hồi biển kiểm soát 30A12345. Rồi lại mang đấu giá tiếp cho chủ mới. Vâng, thưa quý vị, ở những nước phát triển thì ngoài việc cấp biển số định danh cho các phương tiện cá nhân thì họ còn quản lý xe theo nhiều cách khác. Với những người có điều kiện thì họ hoàn toàn có thể sở hữu được một biển số xe theo chính sở thích của họ hoặc là theo tên tuổi, thậm chí là theo biệt danh chứ không chỉ đơn thuần là theo số căn cước công dân nữa. Vâng, anh Hiệp ạ. Vâng. Anh nghĩ như thế nào khi mà thời gian tới anh có thể sở hữu một biển số xe theo chính sở thích của mình ạ? Vâng, nếu mà có điều kiện thì tôi sẽ thử sở hữu một cái biển định danh cá nhân của cá nhân tôi xem, ví dụ như là phát thanh viên Tuấn Hiệp chẳng hạn. Vâng ạ, và thưa quý vị, câu chuyện định danh biển số xe rõ ràng là có rất nhiều ưu việt, nhưng tuy nhiên thì có nhiều người dân vẫn chưa hoàn toàn là hiểu rõ về sự việc này. Biển số xe là một trong những yếu tố quan trọng để xác định chủ sở hữu và nguồn gốc của phương tiện giao thông cơ giới. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý biển số xe còn gặp nhiều khó khăn và thách thức do sự phát triển nhanh chóng của thị trường ô tô và xe máy. Cùng với đó là nhiều hành vi vi phạm pháp luật như giả mạo, làm giả, chiếm đoạt, mua bán trái phép biển số xe gây nhiều hệ lụy cho xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của cơ quan chức năng. Với dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe, biển số sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Điều này cơ bản mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế và quản lý xã hội nên nhận được sự đồng tình lớn từ phía người dân. Tuy nhiên, đây là khái niệm mới xuất hiện nên cũng không ít người còn băn khoăn. Khi mà tôi đi làm thủ tục hành chính ấy, nó sẽ thuận tiện hơn. Thứ hai nữa là về cái khi mà về cái việc quản lý cái thông tin cá nhân của tôi, nó sẽ được tập trung, nó sẽ dễ hơn, dễ kiểm soát hơn. Cái lo ngại, cái băn khoăn ấy thì trên góc nhìn thì tôi nghĩ là cũng sẽ có. Ví dụ như câu chuyện là về bảo mật thông tin hoặc là bị rò rỉ thông tin chẳng hạn. Và nhất là trong cái bối cảnh mà tội phạm công nghệ cao ngày càng phát triển, nó cũng sẽ có những cái câu chuyện mà có thể nguy cơ. Có thể họ xâm nhập được, họ sẽ biết được từ cái mã định danh này của mình ấy, thì nó sẽ, mình có những cái gì. Thì là cũng lo ngại một phần thôi. Còn tôi nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ ổn dần dần, thì bây giờ là mới thì có thể tự tin. Nhưng mà sau này hoàn thiện rồi thì tôi nghĩ rằng nó thành một cái hệ thống thì tôi cũng tin tưởng là sẽ ổn. Theo quy định, mã định danh cá nhân chính là số thẻ căn cước công dân. Các chuyên gia đánh giá việc cấp biển số phương tiện theo mã số định danh cá nhân sẽ có sự thống nhất về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho người dân khi ra đường. Đây là quy định bước đầu để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử và sẽ tạo cái thuận lợi hơn trong việc cái tích hợp cái ứng dụng định danh điện tử, và người dân thì không phải mang nhiều loại cái giấy tờ khi mà tham gia giao thông cũng như là khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc là khi giao dịch trên môi trường điện tử.
Có thể thấy rằng dự thảo thông tư về việc cấp biển số định danh cá nhân là cần thiết, nhưng nếu áp dụng linh hoạt với nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân tốt hơn. Vâng, như vậy là tính từ thời điểm này chỉ còn gần một tuần nữa là quy định về việc cấp biển số xe định danh sẽ chính thức là có hiệu lực. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người dân họ vẫn còn rất nhiều băn khoăn xung quanh nội dung này, như là liệu một người họ sẽ được sở hữu mấy biển số xe, hoặc là những biển số xe định danh này có được mua bán hay chuyển nhượng hay không, hay định danh biển 5 số hay 3-4 số. Câu trả lời sẽ được Hà Nội 18 giờ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Có phải mỗi chủ xe chỉ được sở hữu một biển số không? Không. Mỗi chủ xe được sở hữu nhiều xe và nhiều biển số định danh, tuy nhiên mỗi xe chỉ được gắn một biển số cụ thể. Sau khi định danh biển số xe thì có được bán xe không? Chủ xe được bán xe nhưng phải giữ lại biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe. Biển số này sẽ được lắp vào xe mới sau khi bán xe cũ, hoặc được cơ quan đăng ký xe giữ lại trong vòng 5 năm. Sau 5 năm, nếu biển số không được sử dụng thì sẽ đưa vào kho số để tái sử dụng. Nếu chủ xe chuyển trụ sở hoặc nơi cư trú đi tỉnh thành khác thì có phải đổi biển số xe không? Xe di chuyển nguyên chủ thì được giữ lại biển số, không cần đổi biển số xe. Vậy biển 3 số và 4 số thì sao? Biển 5 số khi định danh sẽ giữ nguyên, riêng biển 3 số hay 4 số sẽ cấp đổi sang biển 5 số. Mua xe biển đẹp nhưng chỉ kịp sang tên đổi chủ hoặc mới chỉ làm công chứng ủy quyền thì biển số phải làm sao? Sau ngày 1 tháng 7 khi định danh sẽ bỏ biển cũ và bấm biển mới. Người chưa có xe ô tô được tham gia đấu giá không? Được, nhưng phải làm thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trong thời hạn 12 tháng. Đấu giá biển số theo hình thức nào? Từ ngày 1 tháng 7, bắt đầu đấu giá biển số ô tô, chưa đấu giá biển số xe máy. Quá trình đấu giá biển số ô tô diễn ra online, người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng. Thời gian định danh trong bao lâu? Dự kiến quá trình định danh cả biển số ô tô và xe máy sẽ hoàn tất trong 2 năm. Theo nhiều chuyên gia, định danh biển số xe là một giải pháp đột phá mà Bộ Công an đã mất rất nhiều công sức để có thể trình được dự thảo. Vâng, và hy vọng rằng trong thời gian tới, với việc áp dụng công nghệ số trong việc quản lý các phương tiện xe cá nhân thì sẽ giúp phần nào giảm thiểu được các thủ tục hành chính, cùng với đó mang lại sự thuận tiện hơn cho những người dân.